Xin chào tất cả mọi người, rất vui là được gặp lại mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trong hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách đệm hát một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là bài hát Anh Còn Nợ Em. Thì bài hát này mình xin chia sẻ phần đệm hát trên tông La Thứ. Cái bài này nó sử dụng tất cả là khoảng 6 hợp âm cơ bản. Thứ nhất là hợp âm La Thứ, thứ hai là mi thứ, thứ ba là sơn trưởng, thứ tư là mi bảy, thứ năm rê thứ, và cuối cùng là đô trưởng. Phần chia sẻ của mình gồm có hai phần nhỏ. Phần thứ nhất mình xin chia sẻ về phần intro, đoạn gian tấu và đoạn outro của bài hát. Và phần thứ hai mình xin chia sẻ về cách đệm bài hát này. Đến với phần thứ nhất, phần intro, thì đầu tiên mình sẽ đàn mẫu, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn từng câu một ha. Ok, đến với phần hướng dẫn. Đoạn intro thì các bạn đầu tiên các bạn để cho mình là ở thế tay La Thứ ngăn thứ 5. La Thứ ngăn thứ 5 nha. Các bạn đàn cho mình dây 1 và dây 5. 3, 2, 3, 1. Rồi, ok, các bạn đàn cho mình tiếp. Do, Si, Son, La. Đó, các bạn đàn lại nha. Do, Si, Son. Son là dây thứ 2, ngăn thứ 8 các bạn nha. Do, Si, Son, La, Ba, 2, 3, 1. Đó, các bạn đàn lại nha. Do, Si, Son, La, Ba, 2, 3, 1. Son là ngăn thứ 8, dây thứ 2 các bạn nha. Rồi, tiếp tục. Đang ở thế tay La Thứ ngăn thứ 5. Các bạn móc cho mình 3 giây. Đó. Nha. La, Son, kéo về lại Rê. Rê, Rê ngăn thứ 3, giây thứ 2. Rồi. Mi, 3, 2, 3, 1. Đó. Thì cái mi các bạn đánh giây thứ nhất và giây thứ 6 chập cùng lúc và trở về hợp âm mi thứ. Mi thứ nha. Rồi, tiếp tục các bạn đàn cho mình là rải 3 dây dưới để hợp âm là mi thứ. Mi, Rê, Đô, Rê, Ba, Hai, Ba, Ba. Rồi. Si, Đô, Si, Son, La, Ba, Hai. Tiếp tục nha, câu cuối cùng. Bốn, ba, hai, rải, hợp âm là thứ. Rồi mình đang lại hai câu cuối cho các bạn nha. Si do si son la ba hai. Si do si son la bốn ba hai rải. Ok, thì cái phần intro nó đơn giản và ngắn gọn như vậy thôi. Tiếp theo là đoạn gian tấu. Đoạn gian tấu thì mình đàn lại một phần của cái đoạn đầu của bài hát và mình kết thúc cái đoạn gián tấu đó là đoạn intro vừa mới đàn lúc nãy. Ok, bây giờ mình sẽ đàn mẫu nha. Thank you.
Rồi, đến phần hướng dẫn thì đoạn dẫn tấu các bạn để cho mình đầu tiên là thế tay la thứ. À, bài đàn như mình là đô la la đô. Cái đô này á, cái đô cuối cùng này á thì là các bạn để cho mình đi kèm với bách là như thế năm nhé. Đô la la đô ba hai rê rê. Đó, cái rê thứ hai là đi kèm với lại bát rê. Đó, và đồng thời để cái tay là rê thứ nha, rê thứ. Rê rê mi mi ba hai. Đó, cái mi thứ hai là các bạn đi kèm với dây thứ sáu nha. Mình đàn lại nha. Đô la la đô ba hai rê rê mi mi ba hai. Rồi tiếp tục, các bạn để cho mình là lần thứ ba dây thứ nhất. Chúng ta đàn là son son la la ba hai ba một. Đó, cái lá này thì các bạn để cho mình lập âm la thứ ngăn thứ năm. Rồi tiếp tục, la la rê mi ba hai ba bốn nha. Rồi nó thêm một cái câu đệm như là son la son rê mi ba hai ba bốn. Rồi các bạn để đàn cho mình nha, để ngón trỏ ở ngăn thứ năm là âm la thứ chặn ngăn thứ năm. Bạn đàn cho mình là la mi la đô nha. À, cái đô á thì các bạn để cho mình ngón út nè ngăn thứ tám nha. Đô ba hai. Rồi la mi la đô ba hai la đô rê rê ba hai. Đó, các bạn kéo để nguyên thế tay như hồi nãy, kéo lên thêm ba ngăn nữa. Đó, chúng ta sẽ lên được là cái nốt rê, rê ngăn cao. Đó, và đi kèm với lại bass rê nha. Rồi, tiếp tục. Đô. Rồi, mình đang là chỗ này nha. Kịp không các bạn? Rồi, chúng ta lại trở về câu intro như ban đầu. Do si son la ba. Đó, rất là đơn giản thôi các bạn. Nó chỉ đi quanh quẩn quanh các hợp âm la nè, rồi rê nè, đó, rồi mi, đó. Ok, đến với phần câu outro. Thì câu outro của bài này cũng rất là đơn giản các bạn. Các bạn mượn câu cuối của cái đoạn intro á, tức là các bạn là tiếp theo là phần thứ hai. Thì phần thứ hai mình xin chia sẻ với các bạn cách chúng ta sẽ đệm bài này. Thì bài này sử dụng điệu Boston. Như các bài trước mình có chia sẻ với các bạn á, điệu Boston đàn như thế này. Ba ba chát ba chát ba chuyển ba chát ba chát ba chuyển ba chát ba chát ba bát. Rồi, nó còn một cách đánh khác nữa. Các bạn là đánh theo kiểu như chúng ta tỉa nốt vậy đó. Ví dụ như là bát ba hai ba một ba bát ba hai ba một ba chuyển ba hai ba một ba chuyển ba hai ba một ba chuyển. Rồi đó, chúng ta có thể áp dụng vào bài. Thì ví dụ như là anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá anh còn nợ em.
Trên đây là toàn bộ những cái hướng dẫn của mình ở mức độ cơ bản để đệm hát bài Anh Còn Nợ Em của nhạc sĩ Anh Bằng, thơ Phạm Thành Tài. Thì nếu các bạn thấy clip này bổ ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like và đừng quên đăng ký kênh Mộc Guitar để có thể đón xem các clip mới của mình trong thời gian tới. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này, và xin hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo trên kênh Mộc Guitar. Xin chào và hẹn gặp lại.